Người là thiên hình, ta là trần cảnh. Chẳng có đế vương uy nghi, chẳng có phượng hoàng tôn quý. Thế gian cũng không xảy ra tranh đấu loạn chính, vua lý phương trần. Không ai phải chôn vùi tuổi xuân, hy sinh hạnh phúc. Hoặc có lẽ sẽ chẳng gặp nhau, họ Lý họ Trần. Bởi đáng lẽ đã chẳng bi thương tới thế, đáng lẽ đã chẳng tận cực đến vậy. Chỉ có hai con người nắm tay nhau đi ngược dòng nước cuốn, ngược chiều gió thổi. Vì tình sâu, duyên mỏng nên mới đau thấu tâm can. Vì bức họa giang sơn vẽ bệ hạ nên mới hoàn mỹ tới vô cực. Nói với người ấy, kiếp sau nhất định tương phùng.